Xin chào quý vị, tôi là Quang Huy và rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong Thế giới Công nghệ tuần này và hãy cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý cùng với chúng tôi ngay sau đây. Công nghệ tạo vaccine mRNA ngừa Covid-19 có thể ngăn chặn căn bệnh thế kỷ HIV. Ấn tượng máy bay điện cá nhân không cần bằng lái tại Thủy Điện. Khi những thùng gỗ sồi không còn là phương pháp duy nhất tạo ra rượu whisky hảo hạ. Thủ đô Paris, nước Pháp cấm ô tô chạy diesel vào năm 2025. MacBook Pro tài thỏ khan hàng Giá có thể đội lên hơn 10 triệu đồng. Kính thực tế ảo Apple Glass có thể nhận biết cử chỉ tay nhờ cảm biến giống Face ID. Người dùng báo lỗi âm thanh gây khó chịu trên Samsung. Hàn Quốc thí điểm hệ thống camera dùng AI truy quét người nhiễm Covid-19. Sửa lỗi phím tắt Windows Shift S để chụp màn hình nhanh trên Windows 10. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì thế giới ngày càng xuất hiện thêm nhiều công ty quan tâm đến việc đẩy nhanh sự phát triển của những phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng chạy hoàn toàn bằng điện và Jetson One hoàn toàn mới là một trong số đó. Khi nhiều công ty đang chạy đua để cho ra đời dịch vụ Uber trên bầu trời thì công ty khởi nghiệp Jetson Aero của Thụy Điển lại hướng sự tập trung sang các phương tiện bay cá nhân cung cấp khả năng bay tiện lợi tương tự như là sở hữu một chiếc xe ô tô bay Jetson One cỡ nhỏ vậy đó. Công ty Thụy Điển Jetson Aero chế tạo máy bay điện cá nhân với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng mang tên Jetson One Funitech. Thiết kế của Jetson One chỉ có một chỗ ngồi với khung bằng nhôm và sợi carbon. Máy bay trang bị 8 cánh quạt gắn trên 4 thanh trục với tổng công suất là 88 kW. Jetson Aero cho biết nó vẫn bay an toàn trong trường hợp một động cơ bị hỏng. Đây là một hệ thống bay bằng dây, có nghĩa là không có kết nối vật lý giữa cần điều khiển và động cơ đẩy. Tất cả sẽ gửi một thông điệp từ cần điều khiển đến máy tính bay, và sau đó máy tính bay sẽ thực hiện các vòng quay cho từng động cơ và nó tự động ổn định máy trong không khí. Phi công sẽ sử dụng cần điều chỉnh tiết lưu ở bên trái, cần lái ở bên phải và hai bàn đạp điều khiển độ nghiêng. Máy tính có thể giữ cho Jetson One lơ lửng hoặc hạ cánh khẩn cấp khi người lái buông cần điều khiển. Hệ thống trên máy bay tránh vật cản và theo dõi địa hình nhờ ứng dụng công nghệ lidar, giúp các phi công bay dễ hơn. Phương tiện này cũng trang bị dù hạ cánh khẩn cấp có thể bung ra nhanh chóng. Tôi đã là phi công được 20 năm. Tôi đã lái máy bay trực thăng và nhiều thứ. Còn Jetson One không giống như bất cứ thứ gì mà bạn từng lái. Nó hoàn toàn không dung. Máy bay trực thăng và máy bay nhỏ có xu hướng dung rất nhiều, nhưng độ dung của Jetson One là rất ít. Nó hoàn toàn không có nhũ động, vì vậy nó rất ổn định. Bạn biết đấy, ngay cả khi bạn bay thẳng, nó vẫn ổn định và cảm giác giống như một tấm thảm ma thuật, và nó tạo ra cảm giác sâu sắc, gần như ngây ngất khi trải nghiệm chuyến bay. Jetson One khá nhỏ gọn với kích thước 2,8m x 2,4m và x 1m, với trọng lượng là 90kg. Thanh trùng gắn cánh quạt cũng có thể gấp lại giảm chiều rộng máy bay xuống chỉ còn 0,9m, giúp tiết kiệm đáng kể không gian. Người lái có thể trang bị thêm thanh chắn để bảo vệ trẻ em vật nuôi hoặc người xung quanh khỏi những cánh quạt đang quay. Vận tốc tối đa của Jetson One là 102 km h Tuy nhiên, thời gian bay lại khá ngắn. Phi công với cân nặng 85 kg chỉ bay được khoảng 20 phút, sau đó cần sạc lại pin cho máy bay. Jetson One có mức giá là 92.000 đô la Mỹ. Jetson Aero bán mẫu bay bay này dưới dạng bộ thiết bị cá nhân đã lắp ráp 50%. Hiện 12 sản phẩm được sản xuất trong năm 2022 đã được bán hết. Chắc chắn là tất cả quý vị đã từng nghe nói về rượu whisky là một cuộc hôn nhân thần thánh giữa hương và vị sau sự kết hợp tỉ mỉ nhuần nhuyễn của hàng ngàn thùng gỗ sồi đúng không ạ? À? Và rượu whisky sẽ được ủ trong nhiều năm bằng thùng gỗ sồi. Nhưng mà để làm nên một thùng gỗ sồi cho ra những loại rượu whisky hảo hạn thì phải cần phải nói rằng là chặt hàng ngàn cây sồi mới được như vậy và với việc bảo vệ môi trường đây chính là một vấn đề rất cần thiết trên toàn thế giới hiện nay thì cái việc mà chúng ta chặt phá rừng là một điều không nên và bây giờ thì có một phương pháp mới sản xuất rượu whisky đã ra đời rồi và các nhà khoa học tại Mỹ cũng đã tìm ra một phương pháp sản xuất rượu whisky nhanh hơn tiết kiệm chi phí hơn giảm thiểu sự sử dụng cây gỗ từ cây sồi tới 97% và đặc biệt là hương vị rượu thì không hề thay đổi trong một phòng thí nghiệm ở thung lũng silicon của California, ông Martin Johnson và Stu Aron đang sản xuất rượu whisky. Nhưng lạ thay, không có thùng gỗ sồi nào hiện diện ở đây mà những nhà làm rượu thường dùng để ủ rượu. Trên thực tế, hầu như không có bất kỳ loại gỗ nào cả. Thay vào đó, họ sử dụng ống tiêm, cốc và lọ để tìm cách trưng cất rượu whisky bền vững hơn. Ông Aron, đồng sáng lập và là giám đốc thương mại của Bespoken Spirit, có trụ sở tại Menlo Park cho biết, người tiêu dùng hiện đại ngày nay họ có xu hướng quan tâm đến những nguyên nhân như biến đổi khí hậu. Do vậy, P Spoken Spirit đã phát minh ra một thùng kim loại chứa công nghệ độc quyền của công ty được gọi là Activator. Activator làm tăng tốc độ oxy hóa và công nghệ này chỉ cần một miếng gỗ sồi bằng ngón tay là có thể chiết xuất ra màu sắc và hương vị truyền thống của rượu whisky. Today, rượu whisky ban đầu của công ty, lô đặc biệt kiểu Nhật và rượu nhạy kiểu Mỹ của nó tất cả đều được sản xuất bằng công nghệ activator trong vòng 3 đến 5 ngày, trong khi rượu bourbon và rượu rye mà công ty sản xuất được ủ trong thùng tại nguồn ở Indiana để đáp ứng các yêu cầu pháp lý được gọi là rượu bourbon và lúa mạch đen trước khi đưa vào activator, hoàn thiện nốt khâu cuối cùng. Miếng gỗ sồi nhỏ được họ đốt trong phòng thí nghiệm, rồi cắt nó thành những miếng nhỏ được gọi là microsteps, chiếm diện tích khoảng 1 phần /25 25.000 thùng truyền thống. Ông Janosek cho biết, Điều này cho phép họ sử dụng ít hơn 97% gỗ truyền thống. Với phương pháp này, những nhà làm rượu không cần chặt phá cây cối, giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm thời gian ủ rượu trong một điều kiện khí hậu hoàn toàn được kiểm soát. Với mỗi công thức, đặc biệt là trong quá trình nghiên cứu và phát triển, ông Jonasak và Aaron cho biết họ cũng có thể loại bỏ mùi thơm khó chịu phát sinh ra từ một hợp chất dễ bay hơi. Để làm được như vậy, họ sử dụng máy quay mà không ảnh hưởng mạnh hay gây ra các phản ứng hóa học khác. Bởi vì thời gian ủ rượu ngắn, nên với phương pháp này sẽ không bị mất chất lỏng để bay hơi, được gọi là phần của thiên thần. Aron cho biết điều này cho phép họ sử dụng ít nước hơn 20% trong rượu whisky ban đầu của nó, nhưng tông màu rượu vẫn rất nổi bật. Hơn nữa, với công nghệ activator sẽ cho phép họ có thể thay đổi nhiều hương vị rượu khác nhau của rượu whisky, điều mà các nhà pha chế rất mong muốn để có thể chế biến ra nhiều loại cocktail khác nhau. Chắc là các bạn cũng không lạ gì với nhiều hộ gia đình để tiết kiệm điện năng thì đã sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời có thể sẽ tạo ra điện năng trong việc sinh hoạt gia đình hàng ngày. Còn ban đêm thì sẽ phải sử dụng điện lưới bình thường. Nhưng mà bây giờ đây, một công ty tại Israel cũng đã phát minh ra một hệ thống năng lượng mặt trời hoàn toàn mới sẽ giúp cho bạn sử dụng điện đến từ ánh sáng mặt trời vào ban đêm. Ý tưởng sử dụng các loại năng lượng sạch để lưu trữ năng lượng mặt trời được phát triển bởi Orgwin Energy, một doanh nghiệp tại Tel Aviv, với giá trị vốn hóa thị trường là 1,2 tỷ cơ tương đương với 386 triệu đô la Mỹ. Nguyên lý hoạt động của công nghệ này như sau: vào ban ngày, năng lượng dư thừa từ các tấm pin mặt trời thúc đẩy một hệ thống sử dụng nước để ngưng tụ không khí trong các bể chứa dưới lòng đất. Sau khi mặt trời lặn, không khí được giải phóng để cung cấp năng lượng cho tua bin và tạo ra điện. Chu kỳ này sẽ được lặp lại khi mặt trời mọc. Không giống như các nền tảng trên mặt đất hoạt động với không khí ngưng tụ và yêu cầu không gian lắp đặt rộng lớn, owin Energy cho biết sản phẩm của họ chỉ bao gồm một bồn thép tương đối mỏng với lớp lót polymer đặc biệt, có thể đặt ngay tại nguồn điện với giá thành rẻ hơn nhiều. Ngoài ra, theo ông Gideon Freeman, nhà khoa học trưởng tại Bộ Năng lượng Israel cho biết, công nghệ e-battery của Orwin cũng tỏ ra vượt trội hơn các kỹ thuật lưu trữ năng lượng mặt trời hiện tại sử dụng pin lithium và hydro. Dù hiệu suất lưu trữ thấp hơn pin thông thường 20%, nhưng e-battery không có nguy cơ bị phân hủy. Việc bảo quản pin lithium-ion có một số nhược điểm. Thứ nhất, lithium khá độc hại, nên chúng tôi không thể vứt bỏ chúng rất dễ dàng. Trong khi số chu kỳ mà loại pin này đem lại khá ngắn, chỉ từ 3.000 đến 6.000 chu kỳ. Điều đó có nghĩa chúng chỉ có thể sử dụng từ 5 đến 10 năm trước khi bị thay thế. Ngoài ra, vấn đề thiếu nguyên liệu trong pin cũng là một thách thức. Trong khi đó, hệ thống e-battery của Orwin không có những nhược điểm này. Nó không độc hại chút nào, và số chu kỳ đạt được có thể lên tới hàng chục nghìn với độ suy giảm không đáng kể. Giám đốc điều hành của Augwin cho biết, giá của công nghệ e-battery này ngang bằng với pin lithium thông thường, khoảng 250 đô la Mỹ trên 1 kWh/giờ. Dự kiến giá thành sẽ giảm còn 200 đô la Mỹ khi nhiều khách hàng tiếp cận công nghệ này hơn. Ông Joget cho biết, đến nay công ty đã huy động được 60 triệu đô la từ các tổ chức đầu tư. Trong vài năm tới, chúng tôi sẽ dự kiến sẽ có những hệ thống được lắp đặt bằng công nghệ e-battery mang lại công suất hàng nghìn kilowatt trên giờ. Dù vậy, nếu so sánh với quy mô thị trường, nó vẫn như mối bỏ bể. Các kỹ sư cũng đang phát triển một loại tàu vận hành bằng khí đốt từ chất thải của con người, động vật và thực phẩm bỏ đi. Và dự án này hứa hẹn sẽ góp phần nỗ lực loại bỏ động cơ diesel gây ô nhiễm tại Anh. Và theo trang Daily Mail của Anh, thì đoàn tàu có tên gọi là Bio Ultra là sản phẩm trí tuệ của một nhóm kỹ sư tại công ty Ultra Light Rail Partners có trụ sở tại Worcester. Và nhờ công nghệ biến khí biomethane thành điện để có thể sạc pin và điều khiển động cơ, tàu Bio tàu Ultra hứa hẹn có thể sẽ thay thế các loại tàu chạy bằng động cơ diesel gây ô nhiễm ồn ào và kém hiệu quả. Tàu Bio Ultra là sản phẩm của công ty hỏa xa Anh Ultralight Rail Partner có trụ sở tại Worcester phát triển. Tàu dài 20m và có thể chở tới 120 hành khách. Tốc độ tối đa là 80,5 km/h. Đặc biệt, Bio Ultra vận hành bằng khí đốt từ chất thải của con người, động vật và thực phẩm bỏ đi thông qua quá trình biến đổi biomethane thành điện để sạc pin và chạy động cơ. Với mô hình này, tương lai của Bio Ultra có thể thay thế các loại tàu động cơ diesel hiện đang gây ô nhiễm và kém hiệu quả. Bio Ultra còn được trang bị thêm nhiều tính năng tiện ích như chiếu tia cực tím bề mặt để diệt virus, có tấm chắn nhựa và hệ thống thông gió hoạt động hữu hiệu ngăn ngừa virus và tác nhân gây bệnh, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh như hiện nay. Khác với diesel, tàu chạy bằng khí biomethane sẽ không thải ra nitơ dioxide độc hại, loại bỏ phát thải CO2 chất tải hầu như không có mùi. Bayer sẽ chạy trên đường dây khổ thông thường, nặng khoảng 20 tấn, gần bằng một nửa tàu diesel thông thường nên mang lại nhiều lợi ích, kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí bảo trì mạng lưới đường sắt. Một tin vui trong quá trình phát triển phương pháp chữa trị và phòng ngừa căn bệnh thế kỷ HIVS đây thưa quý vị. Các nhà khoa học mới đây cũng đã tìm ra một loại vaccine HIV thử nghiệm dựa trên mRNA và công nghệ này là phía sau hai vaccine COVID-19 hiệu quả cao và cho kết quả khả quan ở chuột cũng như là linh trưởng. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine hôm ngày 9 tháng 12 của các nhà khoa học ở Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia NIAID và cho thấy rằng vaccine mới an toàn, tạo kháng thể và phản ứng miễn dịch ở tế bào đối với virus giống HIV. Sau thành công của vắc xin ngừa COVID-19 Moderna và Pfizer, ngay càng nhiều người tin rằng công nghệ mRNA có thể được ứng dụng trong việc giải quyết các bệnh khác từ cúm, sốt Z, HIV đến ung thư. Hai loại vắc xin mRNA 1644 và mRNA 1644V2 cor đã bước vào thử nghiệm giai đoạn 1 theo thông báo trên website clinicaltrial.government do NIH quản lý. Đợt thử nghiệm trên người này chết tuyển ngẫu nhiên khoảng 56 tình nguyện viên, trong độ tuổi từ 18 đến 50, một số đối tượng trong đó bị nhiễm HIV. Nghiên cứu dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2023. Theo Business Insider, mục tiêu lâu dài của Moderna là chứng minh rằng vaccine dựa trên công nghệ mRNA của họ có thể kích hoạt sản xuất ra kháng thể trung hòa trên diện rộng, loại phản ứng miễn dịch mà giới nghiên cứu tin là có thể chống lại các chủng HIV đang tồn tại trên thế giới. Năm 2020, ước tính có thêm khoảng 1,5 triệu người HIV trên toàn cầu và khoảng 690.000 người chết vì các bệnh liên quan đến S, căn bệnh do HIV gây ra, theo cổng thông tin HIV.government của Mỹ thông báo. Giáo sư virus học Rafik Pierre Sakele của Đại học Emory Mỹ, người có 20 năm nghiên cứu về HIV nhận xét, kết quả ngoạn mục với vaccine COVID-19 đã thúc đẩy bắt tay vào nền tảng này và thử nghiệm. Hiện chưa có nền tảng nghiên cứu virus HIV nào cho kết quả hứa hẹn. Tuy nhiên, ông Sakele lưu ý công nghệ mRNA thành công với COVID-19, nhưng HIV là một vấn đề hoàn toàn khác khác với virus gây COVID-19. Virus HIV tồn tại vĩnh viễn trong một lượng nhỏ tế bào nếu không được điều trị. Vị chuyên gia nhấn mạnh cần phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng. Gần đây, Moderna cũng bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 với vaccine cúm mùa mRNA-1010, tiếp nối thành công lớn của vaccine COVID-19 mRNA-1273 với doanh thu dự kiến khoảng 20 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Các nghiên cứu báo cáo gần đây đều cho thấy ô tô điện sẽ chiếm lĩnh thị trường ô tô trong 10 năm tới nhờ ưu thế giá rẻ, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hơn ô tô truyền thống. Doanh số bán xe điện tăng vọt trên các thị trường xe hơi lớn, nhưng những chiếc xe ô tô cổ liệu có thể trở thành ô tô điện được không? Có 2 tỷ phương tiện đang tồn tại trên hành tinh này và đó là cách chúng ta chuyển đổi từ vị trí ngày nay với phương tiện ICE sang phương tiện EV và cách tốt nhất để chuyển đổi là gì? Đó là câu hỏi của người sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Lunat của Anh. Câu hỏi giá trị một triệu bảng đó đã hồi sinh những chiếc xe cổ điển trở thành những chiếc xe điện. Bạn biết đấy, hiện có rất nhiều công ty ô tô truyền thống đang sản xuất xe mới, tiến vào lĩnh vực xe điện, nhưng không ai thực sự tập trung vào những gì đã tồn tại. Việc chuyển đổi sang công nghệ điện mang lại cho những người đam mê xe có thể lái những chiếc xe điện mà các mẫu xe đã ra đời cách đây hàng chục năm. Một số công ty chuyển đổi điện đã hồi sinh những chiếc xe cổ của những năm 1960 để lái trong các thành phố có lệnh cấm xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Ước tính có khoảng 5 triệu chiếc xe cổ tại thị trường Hoa Kỳ. Đứng đầu là các công ty như Lunat hay công ty Volturo Archivert của Hà Lan. Những người sẽ xây dựng lại một chiếc 911 Porsche những năm 1980 và 1960 với phạm vi hoạt động là 400 km, khoảng 250 dặm. Tất cả chi phí chỉ với bằng 337.000 đô la Mỹ. Cuối cùng, các công ty Pháp như Transition One đang làm việc trên các bộ dụng cụ đơn giản đến điện hóa các mẫu xe phổ thông như Fiat 500. Do đó, những chiếc xe rẻ hơn có thể được trang bị thêm trong 4 giờ, với giá dưới 8.000 euro hoặc gần 5.000 euro nếu bạn có hỗ trợ của chính phủ trong khuyến khích chuyển đổi thành xe điện. Đối với một số người, đó là một phần cơ hội kinh doanh và một phần cơ hội để tái sử dụng những chiếc xe cũ thay vì thải ra nhiều CO2 hơn khi loại bỏ chúng và tạo ra nhiều chiếc xe điện mới. Chúng ta chỉ cần chú ý rằng hàm lượng khí CO2 có trong xe hơi, trong cơ thể, trong khung và tất cả các vật nặng lớn hơn. Có rất nhiều CO2 ở đó và nếu chúng ta tiếp tục sản xuất các xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì chúng ta đang phá hủy hành tinh. Công ty Lunar đã lựa chọn theo đuổi xe thương mại. Nó đã huy động được tiền từ các nhà đầu tư bao gồm cả cựu đội trưởng bóng đá Anh David Beckham và đang xây dựng một nhà máy mới tại Silverstone và chuyển đổi hơn 1.000 xe chở rác chạy bằng dầu diesel hàng năm thành các mẫu xe nâng cấp. Thưa quý vị, nguồn tin rò rỉ cho biết rằng là vào năm 2022, Apple có thể sẽ cho ra mắt mẫu iPhone SE thế hệ thứ 3 có hỗ trợ kết nối 5G. Và theo các chuyên gia thì sản phẩm mới này sẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn và thu hút khoảng 1,4 tỷ người dùng điện thoại Android sang hệ sinh thái của gà khổng lồ này. Trước thông tin về mẫu iPhone SE mới toàn sắp ra lò của nhà táo, các nhà phân tích tại JP Morgan cho biết nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh đời mới có hỗ trợ 5G đang rất lớn. Nhiều người dùng hiện nay ưu tiên chọn tính năng này khi mua điện thoại mới. Do đó, có khả năng nhiều người dùng smartphone dòng Android từ giá rẻ đến tầm trung và khoảng 300 triệu người dùng các dòng iPhone đời cũ sẽ chuyển sang sở hữu chiếc iPhone SE 3 này. Ngoài ra, nhà phân tích Samik Chatterjee cho biết, chương trình thu cũ đổi mới của Apple áp dụng với cả những điện thoại không phải là iPhone cũng giúp cho iPhone SE 3 có sức cạnh tranh cao hơn. Theo thông tin rò rỉ, nhiều khả năng ngoại hình iPhone SE 3 sẽ tương tự với iPhone 8 với màn hình LCD kích thước 4,7 inch, phần viền trên dưới dày cùng với phím hòn vật lý. Hiện vẫn chưa rõ iPhone SE 3 sẽ sử dụng bộ vi xử lý A14 Bionic tương tự iPhone 12 hay A15 Bionic giống như iPhone 13. Theo dự đoán của các chuyên gia, doanh số của iPhone SE có thể đạt mức 250 triệu chiếc trong năm 2022 tăng 10 triệu thiết bị so với năm ngoái. Chỉ một tuần sau khi được tung ra thị trường tại Việt Nam của chúng ta thì MacBook Pro với màn hình tay thỏ đã bắt đầu khan hàng rồi. Với tình trạng này thì giá của sản phẩm trên thị trường sách tay đã bị tăng lên từ 2 tới 10 triệu đồng. Người dùng gần như là không thể đặt mua hàng chính hãng. Dù có mức giá trung bình khoảng 60 triệu đồng, gấp đôi so với MacBook dùng chip M1 trước đó, thế nhưng sức hút của sản phẩm mới vẫn không hề hạ nhiệt. Tuy nhiên, do nguồn cung khang hiếm, người dùng đặt mua các phiên bản cấu hình cơ bản phải đợi sang tháng 1 năm 2022 mới có thể nhận được máy. Tùy chọn cấu hình cao nhất lên tới cả trăm triệu đồng hiện cũng không có sẵn để mua. Cũng vì tình trạng khang hàng, trên thị trường sách tay MacBook Pro màn hình tay thỏ bị tăng giá từ 1 đến 2 triệu đồng với các phiên bản cấu hình cơ bản. Còn với các tùy chọn cấu hình cao hơn mức chênh lệch có thể lên tới 5 đến 10 triệu đồng. MacBook Pro 2021 là laptop thay đổi nhiều về ngoại hình nhất của nhà táo từ năm 2016. Thay vì phát mỏng, phần cạnh được làm phẳng, vuông vức hơn giống laptop thế hệ 2015 trở về trước. Màn hình có tay thỏ và dùng vi xử lý do Apple sản xuất. Mới đây thì gã khổng lồ công nghệ Apple cũng đã bị khách hàng kiện do Apple Watch bị phòng pin có thể sẽ làm vỡ màn hình và gây nguy hiểm cho người đeo và có người cũng đã bị cắt tĩnh mạch ở tay do lỗi này. Năm khách hàng đã để đơn kiện Apple vì cho rằng thiết kế của Apple Watch bị lỗi và dễ gây nguy hiểm cho người dùng. Họ đề cập đến tất cả các mẫu Apple Watch trừ Series 7. Nội dung đơn kiện nêu rõ khu vực giữa khung máy và màn hình không đủ chỗ để viên pin phòng lên. Do đó, pin phòng sẽ đè vào màn hình và tách màn hình khỏi khung máy. Các cạnh sắt bên trong sẽ lộ ra như dao cạo. Cả năm nguyên đơn cho biết họ đều gặp tình huống này, thậm chí có trường hợp pin phòng khiến cho màn hình vỡ và cắt vào tính mạch trên tay người đeo. Đáng chú ý, năm khách hàng để đơn kiện đã đưa ra bằng chứng gồm một số bằng sáng chế của Apple tại Mỹ cho thấy gã không lồ hoàn toàn nắm được khả năng pin bị phòng. Apple biết Apple Watch bị lỗi ngay hoặc trước khi thời điểm nó bắt đầu mở bán, họ viết. Trong đơn kiện, Nam Nguyên Đơn yêu cầu Apple công khai toàn bộ lỗi của Apple Watch, bồi thường thiệt hại và hoàn tiền sản phẩm mà họ đã mua. Tiếp tục câu chuyện kính thực tế ảo tăng cường AR của Apple mà chúng ta đã nhắc đến vào tuần trước thì mới đây chuyên gia Minchi Koo, người thường đưa ra những thông tin chính xác về các sản phẩm của nhà táo, đã hé lộ thêm các chi tiết về Apple Glass. Uhm, cái tên mà giới phân tích dùng để chỉ kính AR và VR của Apple và thiết bị này được cho là có thể nhận biết và diễn giải cử chỉ tay nhờ vào cảm biến tương tự như là Face ID. Chuyên gia Ming Chi cho biết điều khiển bằng cử chỉ và nhận biết được các vật thể bên ngoài là điểm quan trọng đối với Apple Glass. Do đó Kính sẽ được trang bị tới 4 bộ cảm biến 3D gấp đôi so với Face ID trên iPhone. Các cảm biến này không chỉ phát hiện sự thay đổi vị trí của vật thể trước mặt người dùng, mà còn nhận biết và diễn giải được chuyển động của tay. Hoạt động của cảm biến tương tự như cách Face ID phát hiện biểu cảm gương mặt. Nhờ đó, giao diện và tương tác của người dùng với kính sẽ sinh động và trực quan hơn. Ông Khu một lần nữa nhấn mạnh Apple đang đặt tham vọng để thay thế iPhone bằng kính AR trong 10 năm tới. Để làm được điều này, kính được dự đoán sẽ sử dụng chip M1 tiên tiến của Apple, cho phép kính hoạt động độc lập với năng lực ngàn với máy tính Mac. Ngay sau Tết Nguyên Đán 2022, thì Samsung cũng đã ra mắt bộ ba Galaxy S22, cụ thể là hãng sẽ giới thiệu vào ngày 8 tháng 2 và bán đặt sau đó vào 10 ngày. Và bộ ba này được cho là không thay đổi nhiều về thiết kế so với bản tiền nhiệm, nhưng được nâng cấp màn hình, camera và bộ nhớ trong. Hãy cùng điểm qua một số thay đổi này, quý vị nhé. Về thiết kế và màn hình, ba phiên bản S22, S22 Plus và S22 Ultra có kích thước màn hình lần lượt là 6.1, 6.6 và 6.8 inch. Trong đó, Galaxy S22 và S22 Plus gần như giữ nguyên thiết kế của thế hệ trước, còn Galaxy S22 Ultra mang phong cách của Galaxy Note với kiểu dáng vuông vắn và kính cong về hai cạnh. Máy sử dụng tấm nền LTPO cao cấp với độ phân giải 2K và độ sáng kỷ lục 1.800 nit cao hơn 1.500 nit trên S21 Ultra. Về camera, Samsung dự kiến trang bị cảm biến 50 megapixel ISOCELL GN5 trên hai bản S22 và S22 Plus. Ngoài ra, máy có thêm ống kính tele và góc siêu rộng đều có độ phân giải 12 megapixel. Trong khi đó, theo một nguồn tin, camera chính trên S22 Ultra có độ phân giải đến 108 megapixel. Về phần cấu hình phần cứng, Bộ ba S22 tích hợp chip mới nhất Snapdragon 898 trên tiến trình 4 nanomet tại thị trường Mỹ, Canada và Trung Quốc. Ở các thị trường còn lại, máy dùng Exynos 2200. Tuy nhiên, có thông tin cho biết hãng điện tử Hàn Quốc có thể trang bị Snapdragon 898 cho mọi phiên bản Galaxy S22 trên toàn cầu do gặp khó khăn trong quá trình sản xuất chip Exynos 2200. Ngoài ra, để cạnh tranh với iPhone 13. Thay vì chỉ trang bị bộ nhớ trong 256GB như trên Galaxy S21, Samsung sẽ bổ sung phiên bản 512GB cho S22 và S22 Plus. Ba model có dung lượng pin lần lượt là 3.700 mAh, 4.500 mAh và 5.000 mAh, cùng sạc nhanh 45W. Một số người dùng gần đây cũng đã báo cáo lỗi âm thanh trên hàng loạt máy thuộc dòng cao cấp của Samsung. Vấn đề đặc biệt xuất hiện khi chơi game, khi một số máy đã phát âm thanh như là bị méo hoặc là chỉ có âm cao, mất đi âm bass, gây cảm giác rất là khó chịu. Liệu có cách nào để khắc phục hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi bản tin công nghệ ngày hôm nay để tìm câu trả lời. Theo Sam Mobile, vấn đề này xuất hiện trên nhiều dòng điện thoại như Galaxy S10, S20, S21, A52 5G, Z Flip 3, và Z Fold 2 và Galaxy Z Fold 3 5G. Ban đầu, lỗi được cho là do cập nhật phiên bản One UI 4 mới, nhưng một số khẳng định tình trạng này có trước cả khi cài đặt phần mềm mới. Theo một nguồn tin, cách duy nhất để khắc phục lỗi kể trên là bật đồng thời tính năng quay lại màn hình khi chơi game. Tuy nhiên, điều này khiến cho điện thoại bị vô vị hóa cài đặt màn hình với tần số quét là 120Hz, tiêu tốn nhiều dung lượng và khả năng xử lý của máy. Trong khi đó, hầu hết phản hồi của quản trị viên trên diễn đàn samsung đều chỉ hướng dẫn người dùng tự khởi động lại hoặc cài lại thiết bị tuy nhiên các cách này không giải quyết được vấn đề hiện phía samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các phàn nàn nói trên Thông tin đáng mừng cho những tín đồ Xiaomi đây. Mới đây thì hãng này cũng đã vừa công bố trên mạng xã hội Weibo về đột phá mới trong công nghệ pin smartphone của mình. Đặc biệt là người dùng sẽ sớm khám phá thay đổi này vào năm sau. Bước tiến công nghệ mà Xiaomi sắp tung ra là gì? Hãy cùng bản tin công nghệ tìm hiểu ngay sau đây. Xiaomi sắp tung ra dòng smartphone với bước đột phá công nghệ mới. Đó chính là làm tăng dung lượng của viên pin mà không hề làm thay đổi kích thước. Xiaomi làm được điều này bằng cách tăng hàm lượng silicon ở các điện cực, đồng thời thay đổi cách thiết kế vỏ ngoài của viên pin bằng cách thu nhỏ và xoắn các mạch điều khiển để chúng nằm ngang ở phần đỉnh của viên pin. Theo Xiaomi cho biết, những thay đổi mới sẽ giúp làm tăng thêm 10% dung lượng pin có cùng kích thước. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được một viên pin, pin 4.400 mAh với kích thước tương đương một viên pin, pin 4.000 mAh. Đây có thể là một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với những chiếc smartphone. Bởi ngành công nghiệp smartphone đã có rất nhiều đột phá công nghệ mới, nhưng công nghệ pin lại vẫn luôn chậm chân tại chỗ. Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách mọi người làm việc và học hành trên toàn thế giới và hầu hết nhân văn phòng đều rất quen thuộc với các nền tảng học online. Nhưng mọi thứ sẽ còn thay đổi chóng mặt hơn nữa trong 2-3 năm tới. Theo tỷ phú Bill Gates, dự đoán rằng là đa số cuộc họp tương lai sẽ diễn ra trên các nền tảng vũ trụ ảo Metaverse trên blog cá nhân, nhà sáng lập Microsoft tỷ phú Bill Gates viết: thay vì trao đổi và gặp gỡ qua những hình ảnh dạng 2D, người dùng văn phòng sẽ chuyển sang Metaverse, không gian 3D với avatar kỹ thuật số. Lý tưởng nhất là sử dụng công nghệ ghi lại cả chuyển động và âm thanh trong không gian để làm cho bối cảnh giống như đời thật. Công nghệ kỹ thuật số đã có được những bước phát triển đáng kinh ngạc gần đây, tất cả được thúc đẩy bởi đại dịch. Tháng trước, Microsoft ra mắt Mesh, nền tảng cho họp nhóm sử dụng các hình đại diện 3D, tính năng mới hoạt động trên Teams cho phép người dùng trao đổi công việc qua không gian 3D, bao gồm cả mô phỏng trạng thái khuôn mặt, cử chỉ. Meta, công ty sở hữu mạng xã hội Facebook cũng chính thức ra mắt nền tảng vũ trụ ảo Horizon Worlds từ tuần trước. Dự đoán của tỷ phú Gates được đưa ra sau khi Google và Meta phải lùi ngay cho nhân viên đi làm trở lại do biến thể Omicron. Trong khi đó, Spotify Công bố chương trình cho nhân viên làm việc từ mọi nơi vĩnh viễn từ tháng 2 năm 2020. Vũ trụ ảo metaverse được xem là bước ngoặt công nghệ quan trọng tiếp theo của loài người sau kỷ nguyên internet. Việc nhiều công ty trong các lĩnh vực cùng tham gia khiến vũ trụ ảo có thể sớm ra mắt hơn dự kiến. Trong một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19, Hàn Quốc vừa triển khai thí điểm dùng AI để truy vết người mắc virus SARS-CoV-2. Từ tháng 1 năm 2022, chính phủ Hàn Quốc cấp ngân sách và triển khai dự án thí điểm hàng nghìn camera kiểm soát dịch tại thành phố Puncheon, thuộc ngoại ô thủ đô Seoul. Đây là nơi có mật độ dân cư cao nhất nước. Hệ thống camera dùng thuật toán AI giúp nhận diện khuôn mặt cơ quan chức năng sẽ phân tích hình ảnh từ gần 11.000 camera để hỗ trợ công tác truy vết người mắc COVID-19. Trong đó, hệ thống sẽ theo dõi hoạt động đi lại của bệnh nhân COVID-19 và người tiếp xúc với họ cũng như giám sát liệu họ có đeo khẩu trang đầy đủ hay không. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các nhà điều tra dịch tễ học, tránh tình trạng bệnh nhân, khai báo y tế không trung thực. Hiện các camera an ninh của Pontion có thể đồng thời truy vết 10 người trong vòng 5 phút giảm đi đáng kể so với con số trên dưới 1 giờ của phương pháp truy vết truyền thống. Dù phần lớn người dân hàng ủng hộ biện pháp truy vết này, nhưng một số nhà lập pháp lo ngại khả năng chính phủ dùng dữ liệu cá nhân của người dân ngoài mục đích ngăn chặn đại dịch. Các giới chức Puncheon cho biết không cần lo ngại về vấn đề riêng tư do hệ thống chỉ theo dõi người cần truy vết và tự làm mờ khuôn mặt những ai không thuộc diện này. Ngoài ra, chỉ khi bệnh nhân đồng ý thì hệ thống mới được nhận diện khuôn mặt của họ. Nếu không, Camera sẽ chỉ theo dõi dáng người và trang phục của họ mà thôi. Trong phần thủ thuật ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mẹo nhỏ để sửa lỗi không sử dụng tổ hợp phím tắt Windows cộng Shift cộng S trên Windows 10. Tổ hợp thân thánh này dùng để à, kích hoạt nhanh chế độ chụp ảnh màn hình thưa quý vị. Đầu tiên, bạn cần kích hoạt tính năng Clipboard History. Đây là tính năng cho phép lưu cùng lúc nhiều nội dung vào bộ nhớ clipboard để sử dụng khi cần về sau. Để kích hoạt tính năng, bạn bấm tổ hợp phím Windows e để mở cửa sổ Settings. Tiếp theo, trong ô tìm kiếm nhập từ khóa Clipboard và chọn kết quả Clipboard Settings trong danh sách kết quả tìm kiếm. Bây giờ, bạn chỉ việc kích hoạt tính năng bằng cách gạt thanh công tắc dưới mục Clipboard History. Tiếp theo, hãy đảm bảo rằng tính năng Snip and Sketch đang được bật cách làm là truy cập vào settings system notifications and action tiếp theo tiếp theo cuộn chuột xuống một get notifications from these senders bấm vào menu Source by và chọn name thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới công nghệ tuần này cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi con huy xin chào và hẹn gặp lại